Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt cóc võ sư bí thư Đắk Lắk bị giới võ thuật truy gấp. Vụ bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk điều công an về tận thành phố Hồ Chí Minh bắt cóc võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý là giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng rồi dẫn giải về Đắk Lắk giữa đêm. Đến hôm nay đã 5 ngày chưa được thả đã khiến cho cha của ông là võ sư Phạm Đình Trang phải viết đơn kêu cứu đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, hỗn danh Cường chạy chức, đang là ứng cử viên ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ tới. Đây cũng là nhận định của nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Một kẻ gian trá, nịnh bợ, luồn lọt và tham vọng như Bùi Văn Cường đúng là hình mẫu của những đối tượng mà ông Trọng nhắc đến bấy lâu nay là cần phải cương quyết loại bỏ, không để lọt vào trung ương. Blogger Bùi Thành Hiếu đã nhận định và đưa ra nhiều thông tin cho thấy ông Bùi Văn Cường được đỡ đầu bởi Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng. Võ sư Phạm Đình Trang và con trai là Phạm Đình Quý được kế truyền những tinh hoa võ thuật với nguồn gốc dòng họ Phạm, từng kế vị 19 đời vua ở nước Lâm đóng ở thành Châu Sa, nay là xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Đến năm 1778, Phạm Hầu đạt thủ khoa võ triều Tây Sơn, được giao lãnh binh trấn thủ thành Quảng Ngãi. Võ sư Phạm Đình Trang nhận được những bí quyết võ truyền về La Kỳ, Bình Thuận, lập nghiệp và giữ trọng trách phụng thờ tổ đường Thiếu Lâm Long Hổ Môn Võ Đạo tại Bình Thuận. Võ sư Phạm Đình kế nghiệp cha đã có nhiều thành tích xuất sắc. Vào năm 13 tuổi đã thi vô địch quyền giải quốc gia. Vào năm 23 tuổi đã vô địch đối kháng giải võ cổ truyền quốc gia. Ông tiếp tục nghiên cứu các môn võ khác và lấy vô địch karate Thành phố Hồ Chí Minh, vô địch pencak silat Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010 và ông bảo vệ chương trình thạc sĩ thể thao tại Đài Loan vào năm 2015. Ông bảo vệ thành công chương trình tiến sĩ thể thao tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Học trò của ông cũng đạt nhiều giải quốc tế khác. Mạng xã hội và giới võ thuật toàn quốc đang dấy lên làn sóng phẫn nộ đòi làm rõ hai vụ bắt người mờ ám ở Sài Gòn và Nha Trang được cho là liên quan đến vụ bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, người bị tố cáo đạo văn tới 70% luận án tiến sĩ trước đó. Đơn tố cáo đạo văn không hề được ai giải quyết. Ngược lại, hai người được đơn tố cáo công khai với dẫn chứng cụ thể thì lại bị công an Đắk Lắk bắt về hỏi tội. Gọi là mời về làm việc nhưng cách bắt giữ vào buổi tối chỉ được áp dụng cho tội phạm quả tang hay tội phạm rất nguy hiểm. Có thể nói là hành động ngang ngược, bất chấp quy định của pháp luật. Hôm 27 tháng 9, mạng xã hội đã lan truyền đơn kêu cứu của võ sư Phạm Đình Trang, bố của ông Quý gửi đơn kêu cứu đến tứ trụ lãnh đạo tối cao của nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh võ sư Phạm Đình Trang, trưởng môn phái Long Hổ, môn võ đạo tại La Kỳ, Bình Thuận. Ông Trang viết trong đơn như sau: Công an tỉnh Đắk Lắk áp chế vây bắt ông Quý như một vụ bắt cóc, chứ không phải mời về để điều tra, không có lệnh bắt của tòa án và viện kiểm sát. Điều kỳ lạ là tờ báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Giải Phóng khi đưa tin về vụ công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ ông Quý không dám nhắc đến chi tiết ông Quý được cho là tác giả bài viết bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố cáo đạo luận văn, gian dối học thuật, đặt nghi vấn ông Bùi Văn Cường đạo văn trong khi thực hiện luận án tiến sĩ tại Đại học Hàng Hải Việt Nam. Ông Quý chỉ là một trong hai người bị bắt trong vụ tố cáo liên quan đến bí thư Cường. Cũng trong hôm 27 tháng 9, mạng xã hội đã xuất hiện một đơn kêu cứu khác của bà Dương Thị Cẩm Vân tố cáo chuyện chồng bà, ông Hoàng Minh Tuấn, giáo viên tại trường Trung học Lê Thánh Tôn ở Nha Trang, bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vào hôm 20 tháng 9. Bà Vân viết trong đơn là trước khi bị bắt, ông Tuấn đã làm đơn kiến nghị lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc làm luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh Đắk Lắk, có một số thông tin và tài liệu không đúng với quy định. Tuy vậy, hiện vẫn chưa thấy các báo nhà nước tường thuật vụ bắt giữ ông Tuấn cũng như phản hồi của chính thức từ bí thư Cường về cáo buộc nêu trên. Đất nước này có còn là quốc pháp hay không? Đó là câu hỏi mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đặt ra trên trang cá nhân về vụ bắt giữ ông Phạm Đình Quý. Đơn của võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý cùng đồng nghiệp tố cáo ông Bùi Văn Cường được thực hiện công khai, gửi đến các cơ quan báo chí và đã được các cơ quan báo chí đăng tải rộng rãi. Nếu ông Bùi Văn Cường thấy mình bị vu cáo thì kiện võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý ra tòa. Tại sao công an Đắk Lắk lại vây bắt áp giải võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý
sao lại mời lên làm việc theo cách vây bắt và áp giải như vậy? Đây là hình ảnh bài báo đăng bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã bị tố cáo đạo văn còn lại trên báo giấy, nhưng các bài viết hàng chục báo mạng đều bị gỡ, bài đăng trên các diễn đàn cũng bí mật tháo xuống. Ông Chu còn chất vấn, nếu ông Bùi Văn Cường không phải bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, thì công an Đắk Lắk có thực hiện vây bắt võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý hay không? Việc kiện tụng giữa võ sư và tiến sĩ Phạm Đình Quý và ông Bùi Văn Cường là việc dân sự giữa hai cá nhân. Tại sao có công an Đắk Lắk tham gia như vậy? Không ai binh vực cho võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý, chỉ đòi hỏi đối xử với ông Phạm Đình Quý theo đúng pháp luật. Nếu ông Phạm Đình Quý có tội, thì tội đó phải được tuyên bởi một bản án của tòa thượng tôn pháp luật. Khi mà có những người được xã hội tôn trọng như võ sư lại có học vị tiến sĩ, lại thành danh trong các cuộc đấu võ, lại giảng dạy ở trường đại học, lại có các học trò đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế về mặt võ thuật, mà lại bị đối xử theo luật của kẻ mạnh, thì đó là lúc quốc pháp không còn được tôn trọng, là lúc mạng người mong manh, là lúc kẻ mạnh làm điều họ muốn thích làm. Ông Chu đã viết như vậy. Còn trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Kiều Hưng cũng phân tích rõ ràng công an Đắk Lắk đã hành xử trái luật và vượt quá thẩm quyền. Về tố tụng, việc đưa người đi như vậy cần phải có các quyết định tố tụng được phê chuẩn bởi Viện Kiểm sát, trừ trường hợp bắt phạm tội quả tang. Nếu không có các quyết định này, dù bổ sung sau đó, công an Đắk Lắk cũng không có quyền làm như vậy. Lưu ý nữa là hành vi phạm tội ở đâu đó thuộc quyền công an ở địa phương đó thụ lý. Nếu tiến sĩ Quý thực hiện những lời tố cáo ở thành phố Hồ Chí Minh, thì công an Đắk Lắk không có quyền đến địa phương này để đưa người đi. Theo luật sư Hưng, hành động công an Đắk Lắk đến thành phố Hồ Chí Minh để xử lý tiến sĩ Quý cũng khiến cho dư luận thắc mắc có hay không sự khách quan khi chính người bị tố cáo là cấp lãnh đạo của công an tỉnh này. Công an Đắk Lắk cần phải công khai các hoạt động tố tụng đối với tiến sĩ Quý. Nếu sai hai nội dung trên, các vị có thể bị xử lý ngược lại, luật sư Hưng nêu ra như vậy. Cùng thời điểm trên, võ sư, nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu bình luận trên mạng xã hội như sau. Công an Đắk Lắk làm thay công việc của những nhà khoa học, làm thay luôn tòa án, thay viện kiểm sát, đột ngột bắt người tố cáo mà không hề có cơ sở pháp lý nào. Thích bắt là bắt và có luôn tội danh là vu cáo người khác. Các đồng chí công an Đắk Lắk có vẻ làm việc hăng hái, mẫn cán quá, nhưng nếu đất nước này cứ vận hành theo kiểu công an trị như vậy, thì tôi e rằng các nhà khoa học, tòa án, viện kiểm sát sẽ thất nghiệp hết. Lương dành cho bộ máy sẽ giảm đáng kể, nhưng đất nước sẽ thành một trại súc vật. Đây là hình ảnh tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý. Để dư luận được làm rõ, tôi đề nghị công an Đắk Lắk nên công bố cơ sở pháp lý khi bắt võ sư tiến sĩ Phạm Đình Quý. Chắc hẳn trong ấy sẽ có lá đơn kêu cứu của ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, người bị tố cáo đạo văn trong luận án tiến sĩ. Ông Cường phải có tác động gì thì công an Đắk Lắk mới hăng hái một cách kỳ lạ đến như vậy, theo Facebook Châu Đoàn chia sẻ. Và chân dung một bí thư tỉnh ủy, ông Bùi Văn Cường, 55 tuổi, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ngồi ghế bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk từ hồi tháng 7 năm 2019. Đáng lưu ý, trước khi nắm vị trí này, ông là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan chủ quản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn. Nhà quan sát Phạm Ngọc Hưng cũng lên tiếng trên trang cá nhân rằng, việc bí mật bắt tiến sĩ Quý rồi sau đó phản ứng trước dư luận bằng cách chối bắt người thay thế bằng mời về làm việc cho thấy ông bí thư Đắk Lắk có điểm yếu. Ông sợ dư luận chú ý đến vụ đạo văn, nhất là trước hội nghị trung ương và tháng 10 năm 2020 sắp xếp nhân sự trình đại hội 13. Đấy là lý do mà vụ bắt ông Quý để điều tra vụ án vu khống đạo văn tiến sĩ, ông có thể thua ngay cả khi tống được ông Quý vào tù. Nếu ông Cường không bịt được bằng chứng đạo văn phơi bày và mổ xẻ trước công chúng, thì ông sẽ suy yếu trước hội nghị trung ương. Và việc ông suy yếu sẽ mở đường cho những đối thủ chính trị của ông trở thành đồng minh của ông Lê Vinh Danh, giúp ông Danh lật ngược thế cờ. Khả năng ấy không phải nhỏ, ông Hưng đã viết như vậy. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Vinh Danh bên trái, hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường, trước đây giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bình luận của ông Hưng về vụ việc ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng mới đây bị đình chỉ, cắt hết chức vụ trong đảng. Vụ này được cho là có liên quan đến cáo buộc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ quản hờ nhưng lại thu đoạt lợi ích thật từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Blogger Bùi Thính Hiếu đưa ra nhiều hình ảnh cho thấy sự thân cận của ông Bùi Văn Cường với ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và lý giải vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại lờ tịt đơn tố cáo của võ sư Phạm Đình Quý. Có rất nhiều đơn tố cáo
không được Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo 110 tiếp nhận. Dù chúng có được những cơ quan này tiếp nhận cũng chưa chắc được chuyển đến ông Trọng, hoặc nó đến tay ông nhưng lại không phải là đơn tố cáo địch thủ ông muốn hại mà lại là đơn tố cáo đệ tử trung thành của ông. Và hưởng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tố cáo Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã đạo văn luận án tiến sĩ vào năm 2018. Ông Bùi Văn Cường mới đầu là giảng viên của trường Đại học Hàng hải Việt Nam, nhưng chỉ thời gian rất ngắn sau làm giảng viên, Cường được điều hành phụ trách chuyên môn về công tác đảng như ủy viên thường trực thường vụ đảng ủy, rồi bí thư đoàn trường, rồi đến bí thư thành đoàn, trưởng ban tổ chức trung ương đoàn, rồi bí thư đoàn và đến phó ban dân vận, chủ tịch tổng liên đoàn lao động, rồi bí thư Đắk Lắk như bây giờ. Với quá trình liên miên với công tác đoàn đảng như vậy, Bùi Văn Cường vẫn có thời gian để làm luận án tiến sĩ với đề tài hàng hải hay không? Câu hỏi được đặt ra. Và làm gì có thời gian và trình độ để làm luận án tiến sĩ? Bùi Văn Cường đã đạo văn để lấy bằng tiến sĩ, làm căn cứ tiêu chuẩn để lọt vào Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường bị bên trái, tháp tùng ông Trần Quốc Vượng bên giữa, hai người cùng mặc áo Tây Nguyên. Một kẻ gian manh, xảo trá, đạo văn để được tiêu chuẩn cơ cấu lọt vào Trung ương, có phải là kẻ mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hay nói là kiên quyết, kịp thời xem xét đơn tố cáo để ngăn chặn những kẻ như thế lọt vào Trung ương hay không? Chính xác là kẻ đó. Chính xác là Bùi Văn Cường, Bí thư Đắk Lắk, đơn tố cáo Bùi Văn Cường đạo luận văn được trình bày khoa học, chi tiết, kèm dẫn chứng rất cụ thể. Và người ta đã giải quyết thế nào với lá đơn này? 3 ngày sau khi lá đơn gửi đi, công an đã đến bắt người viết đơn đi đâu biệt tăm. Gia đình hỏi thì được công an Đắk Lắk nói miệng là tội vu khống và bôi nhọ danh dự người khác. Một lá đơn trình bày bằng những dẫn chứng khoa học, tố cáo cán bộ biến chất, trộm cắp kiến thức người khác. Nếu thanh tra kiểm định những chứng cứ ấy, cần phải có thời gian của những người có chuyên môn về khoa học. Nhưng chỉ 3 ngày thì người tố cáo đã bị bắt giam. Như vậy người ta không hề xem xét đơn của ông Phạm Đình Quý có đúng hay không. Họ bắt luôn người tố cáo gần như ngay tức khắc. Đấy là bi kịch của những kẻ tố cáo đúng người, đúng tội nhưng không đúng chỗ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã khuyến khích thế là âm mưu trăm hoa đưa nở, cùng mượn gió bẻ măng. Ví dụ là ông đã khuyến khích người ta tố cáo nhau. Nếu đơn tố cáo nhằm phe khác thì ông ấy đó lấy đó làm vũ khí. Còn nếu đơn tố cáo người phe ông thì ông sớm biết để mà diệt trừ. Bùi Văn Cường là người cất nhắc Trần Quốc Bình, tức là con Trần Quốc Vượng, lên như diều trong thời kỳ Cường làm tổng liên đoàn. Cường cũng như tay chân thân tín của Trần Quốc Vượng, còn Trần Quốc Vượng là tay chân của Nguyễn Phú Trọng thì chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa. Một kẻ gian trá, nịnh bợ, luồn lọt và tham vọng như Bùi Văn Cường đúng là hình ảnh của những đối tượng mà ông Trọng nhắc đến bấy lâu nay là cần phải cương quyết loại bỏ, không để lọt vào Trung ương. Ông Trọng khuyến khích cán bộ, nhân dân phải tố cáo những đối tượng như thế. Và cái gọi là cương quyết kịp thời trong vụ Bùi Văn Cường bị tố cáo là bắt nhanh chóng người tố cáo. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã chia sẻ như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2020 với bản tin Bắt cóc võ sư, Bí thư Đắk Lắk bị giới võ thuật truy gấp. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin nhanh nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.